Thưa quý vị, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Gò Công Tây bị Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ra quyết định xử phạt 35 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn và tước giấy phép lái xe trong thời gian 23 tháng. Trước đó khoảng 19 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9, một người đàn ông điều khiển ô tô biển kiểm soát 63A 15309 lưu thông trên quốc lộ 50 theo hướng thành phố Mỹ Tho về Gò Công Tây. Khi xe đang dừng đèn đỏ giữa quốc lộ 50 và đường huyện 25C thì bị một xe máy do một thanh niên điều khiển cùng chiều va chạm vào hông xe. Sau va chạm, hai xe chỉ bị chảy xước nhẹ. Tuy nhiên người điều khiển ô tô có biểu hiện sai xỉn nên người dân trình báo cơ quan chức năng. Kết quả thanh niên đi xe máy không vi phạm nồng độ cồn, còn người điều khiển ô tô là thiếu tá đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Gò Công Tây, Tiền Giang có kết quả 0,54 mg trên 1 lít khí thở. Với vi phạm này, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định xử phạt số tiền 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong thời gian 23 tháng. Hiện công an huyện Gò Công Tây đang thực hiện các quy trình để xử lý trách nhiệm của đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Gò Công Tây theo quy định nội bộ ngành công an.